đạo quân dược thiên sầu không uổng công. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Chương 1, không uổng công một đạo cường quang tại trong thông đạo mộ huyệt xẹt qua cầm trong tay cường quang đèn pin nam từ bốn phía chiếu xạ tìm kiếm thông đạo vách đá cùng mái vòm. Còn có cái kia tối đen phía trước. Cường quang khoảng cách gần chiếu xạ vách đá lúc trong bóng tối chiếu dọi ra nam từ bộ dáng nam tử trung niên, gầy gò, tóc sau lưng bất loạn, khuôn mặt trắng nõn, tinh khí thần tràn trề, hai mắt mười phần hữu thần, thần thái bình tĩnh thong dong. Cả người xử lý sạch sẽ, mặc cũng rất chỉnh tề, một thân màu đen đường trang, cầm trong tay một cái thẳng đứng thủ trưởng. Như thế sạch sẽ trang dung xuất hiện tại loại này mộ huyệt hoàn cảnh dưới, không quen biết cảm thấy hiếm thấy, nhận biết thì sẽ cảm thấy rất bình thường đây là vị dưới mặt đất khảo cổ người làm việc trước kia trên giang hồ người xưng trộm ra về sau theo giang hồ tư lịch cùng địa vị tăng trưởng được người tôn xưng là đạo gia bây giờ dưới tình huống bình thường đạo gia đều đang bế quan thanh tu đúng như đạo sĩ rất ít tự thân xuất mã chỉ có gặp gỡ tương đối thú vị mới có thể tự mình đi một chút thí dụ như trước mắt mộ huyệt hình dạng và cấu tạo liền rất hiếm thấy thủ trượng theo bộ pháp thùng thùng nhấn vào mặt đất, đợi tới mặt đất phát ra, đương, một tiếng kim loại va chạm, đạo ra dừng bước, cũng không có vội vã nhìn xuống đất dưới. Mà là ánh mắt theo đèn pin cột sáng liếc nhìn phía trước bốn phía, trước mắt xuất hiện một cái đen kịt to lớn, không gian dưới đất. Cột sáng chiếu xuống có thể đại khái phân biệt ra được đến mộ huyệt địa cung, to lớn như vậy địa cung cực kỳ hiếm thấy đại khái quan sát bốn phía một cái đèn pin cột sáng mới chiếu đến dưới chân thủ trượng tại mặt đất lần nữa đương đương đánh vài tiếng lại dùng mũi chân tại mặt đất cọ sát hai lần phá đi một mảnh bụi lâu ngày lộ ra mang theo màu đồng cổ sáng bóng kim trúc mặt đất thủ trượng nhấc lên kẹp ở dưới cánh tay cầm đèn pin chống đi một tay tự nhiên thả xuống lại chậm rãi nâng bàn tay dưới mặt đất bụi lâu ngày có chút xuất hiện luồng khí xoáy đột nhiên tát hướng phía trước đẩy, nội lực dâng lên, trưởng phong hô một tiếng thổi ra ngoài, một đường đẩy ra phía trước mặt đất bụi lâu ngày, liên tục đập mấy trưởng, bụi đất tung bay. Tay bắt thủ trưởng lại chọc ở bên người là đạo quân dược thiên sầu cổ nhân thật không lừa ta. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Chương 2 cổ nhân thật không lừa te như thế bên trong đưa để hắn ẩn ẩn phát giác được có chút không ổn, dưới chân quan âm tượng ngồi nội bộ cũng ẩn ẩn có động tĩnh truyền ra. Một tay lấy gương đồng từ ăn mặc bên trên lột xuống dưới, còn không đợi hắn từ tượng ngồi đầu vai nhảy xuống, địa cung dưới mặt đất đã truyền ra cà 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 cơ lò so âm thanh. Động tĩnh này nhưng so sánh phía trước phát động cơ quan mạnh hơn nhiều, mặt đất đều tại ong ong rung động, toàn bộ địa cung kịch liệt lắc lư kém chút nhảy đi xuống đạo ra một cánh tay treo lại đầu pho tượng đèn pin cấp tốc dò xét chung quanh tình huống loại tình huống này đánh bậy đánh bạ không phải chuyện gì tốt có tất tiếng sột sặt tốt đồ vật từ phía trên vẩy xuống đèn pin chỉ riêng đi lên vừa chiếu phát hiện mái vòm đang vỡ ra hầu tử mái vòm muốn đổ sụp đi mau đạo ra giống lên âm thanh mình đã thả người từ pho tượng đầu vai nhảy xuống thế nhưng là vận khí không tốt, một khối to lớn đá rơi trực tiếp đem hắn từ không trung đập xuống. Đợi hắn nằm dạp trên mặt đất sặc máu lúc ngẩng đầu, thấy ẩn hiện ầm ầm lộn xộn trong đá rơi, hắn tử gầy nhỏ thân hình tránh mau, lăn mình một cái sông vào tiến đến trong dũng đạo. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác trong đầu nhao nhao loạn loạn đau đầu muốn nứt cảm giác như thủy chiều thối lui về sau chậm rãi mở hai mắt ra tia sáng u ám ánh lửa dao động ảnh ánh mắt tả hữu dò xét thấy được tia sáng nơi phát ra một cây trụ bên trên cắm nghiêng bó đuốc chính mình tựa hồ thân ở một tòa rất có cổ phong cũ kỹ trong miếu đổ nát không biết là đâu nhưng đoán chừng là chạy đi hầu từ cứu mình Trước đó bị nện nằm xuống cảm giác vẫn còn, chỉ bằng hòn đá kia phân lượng, đoán chừng không chết cũng tốt hơn không đi nơi nào, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Bằng kinh nghiệm của hắn, người nếu tại trọng thương tình huống dưới, vẫn là đừng có kịch liệt động tác tốt, thân thể mặc dù cảm giác không thấy cái gì đau đớn, cũng có thể là thần kinh mất cảm giác tác dụng. Trước giật giật ngón tay, xác nhận 10 ngón chuyển động tự nhiên, không có việc gì bàn tay đến cánh tay giật giật vận chuyển tự nhiên cũng không có việc gì lại giơ lên hai chân quỳ gối co duỗi đùi vẫn là không có việc gì kinh hỉ phía dưới hai tay của hắn hướng trên mặt đất khẽ trống đang muốn thử một chút thể thân thể tình huống chợt thấy xòe ra mang theo mỉm cười mặt mo che chắn ở phía trên trong tầm mắt. chầm gài tóc búi tóc còn có y phục kia phong cách một cái cổ trang ăn mặc lão đầu tiểu huynh đệ người đã tỉnh xem ra thật đúng là lão phu vận khí lão đầu mỉm cười nói qua tay tại trên bả vai hắn rời một thanh tiện thể đem hắn đỡ lên đạo gia hơi duy trì cảnh giác muốn vận công đề phòng lại phát hiện nội lực điều tiết không ra đoán chừng là bị trọng thương nguyên nhân bất quá ngồi lên vặn vẹo hạ thân lại không phát hiện thân thể có cái gì trở ngại chỉ là cái ót ẩn ẩn đau tựa hồ từng chịu đựng cái gì trọng kích nhìn chung quanh một chút trong miếu đổ nát hoàn cảnh ánh mắt rơi vào lão đầu trên mặt hỏi lão ca đây là lời vừa ra khỏi miệng phát hiện chính mình tiếng nói không đúng có vẻ hơi non nớt đoán chừng cũng là bị thương nguyên nhân vội ho một tiếng tiếp tục hỏi đây là nơi nào lão ca lão đầu sừng sốt một chút chợt ha ha cười nói người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ tốt a à, lão ca liền lão ca có cá tính ta thích nơi này cụ thể kêu cái gì ta cũng không rõ ràng ta cũng không có tinh lực đi điều tra dù sao ngay tại yên quốc tử vân quận bên trong một cái vùng núi hẻo lánh bên trong yên quốc tử vân quận đạo gia mờ mịt dừng lại đây là cái nào cùng cái nào không khỏi trên dưới quan sát một chút đối phương phát hiện đối phương ngực bụng trên quần áo có mảng lớn vết máu ẩn ẩn có thể ngửi được mùi máu tươi xem sắc mặt có chút trắng bạch tự hồ bị thương dáng vẻ nhưng trong mắt thần thái y nguyên thanh minh hỏi không biết lão ca tôn tính đại danh lão đầu cười nói lão phu thượng thanh tông đệ tử đông quách hạo nhiên đạo gia lại là sững sờ chữ nghe rõ ràng nhưng mà nghe không hiểu có ý tứ gì lần nữa trên dưới dò xét đối phương mặc cổ trang lời nói bên trong mang theo cổ ý vị này không phải là nhập hí quá sâu a à người muốn đóng vai cổ nhân cũng muốn đóng vai giống một điểm có được hay không cổ nhân nói lấy một ngụm rõ ràng tiếng phổ thông hắn hoài nghi có người đang đùa hắn quay đầu bốn phía hô hầu tử hầu tử lão đầu cũng sửng sốt một chút nói ta cũng mới vừa đến không có thấy cái gì hầu tử chung quanh đây núi rừng bên trong có hầu tử sao không có hầu tử hưởng ứng chính mình sao sẽ xuất hiện ở đây là cái nghi vấn nhưng có thể đem chính mình từ cổ mộ kia bên trong làm ra người khẳng định không đơn giản đạo gia trầm giọng nói lão ca không biết đầu nào sống trong nghề lão đầu cười nói thượng thanh tông tự nhiên là chính đạo chuyên cua tui nét đạo gia cười lạnh một tiếng lão ca còn nháo như vậy nữa liền không có ý nghĩa nói trắng ra đi tốt lão đầu gật đầu nói ta bản thân bị trọng thương, thời gian không nhiều lắm, ngươi có lẽ không rõ có ý tứ gì, nhưng chỉ cần nhớ kỹ một điểm, Thượng Thanh Tông cũng tại cái này từ vân quận bên trong. Cách nơi này có chừng hơn 300 dặm, cái này dưới núi cách đó không xa có đầu sông, lang thang thẳng xuống dưới, đến một chỗ sườn đồi thác nước lúc nhưng dừng lại. Tại cái kia trung linh dục tú chi địa chính là thượng thanh tông chỗ, nhớ sao? Dứt lời, lão đầu khoanh chân ngồi thẳng, đơn trưởng ở trước ngực nhu hòa xoay tròn đầy. Đạo gia trong nháy mắt quá sợ hãi, phát hiện mình bị một cỗ vô hình lực đạo cưỡng ép, kiềm chế động một cái cũng không thể động, cả người nhẹ nhàng nhẹ nhàng rời đi mặt đất. Trong lòng có thể nói chấn kinh, nghĩ không ra trên đời này lại có nội lực cao thâm như vậy người, đơn giản cao thâm đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi vốn cho là mình tu vi trên giang hồ đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ xem ra bất quá là chỉ là hạt gạo cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, cổ ngữ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Cổ nhân thật không lừa ta. Lão đầu chợt một trường vỗ tại bộ ngực mình, phốc ra một ngụm máu tới máu ra thành cầu một đoàn trôi nổi lão đầu ngón tay cắm vào trôi nổi trước người huyết cầu nhanh chóng quấy huyết cầu bên trong bắn ra từng trích huyết sắc phù văn phù văn bay ra vòng quanh đạo gia quanh thân phiêu truyền quỷ dị như vậy thần kỳ một màn nhìn đạo gia kinh hãi không thôi nội lực này điều khiển tinh thâm trình độ hắn liên tục nằm mộng cũng nghĩ không ra theo phù văn bắn ra càng ngày càng nhiều, huyết cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không có, hóa thành ba đạo quân dược thiên sầu truyền vị chi tranh. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Chương 3 Truyền vị chi tranh trời đông giá rét, sương lạnh không phong nước chảy, nơi xa thác nước ù ù. Dưới trăng sao, một ngựa rong ruổi mà đến, tuấn mã một đường hô lấy nhiệt khí, trên lưng ngựa người bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong đi tới nước cạn bãi bờ sông, quẹo vào bãi sông, vượt nước cạn, tung tóe lấy bọt nước vọt tới bên kia bờ sông, tiếp tục phi nhanh hướng về phía phương xa sơn lâm. Trong núi cây rừng tĩnh mịch, quang ảnh ngầm xước, sông vào sơn lâm thời khắc, kỵ sĩ vung tay lên, bên trong hắc bào lóe ra một đạo phấn bạch noãn quang, chiếu sáng tiền đồ phấn bạch noãn quang là một con vỗ cánh gấp bay hồ điệp tên là tiểu nguyệt ngụ ý vì mặt trăng nhỏ ý tứ thân có giáp cứng cánh bên trong có cốt thứ ban ngày đối mặt cường quang không hiện dị thường tại trong bóng tối phát sáng tản ra quang hoa nhu hòa hai trượng bên trong khoảng cách chiếu sáng không thành vấn đề tốc độ phi hành nhanh chậm gồm cả bị người trong tu hành thuần dưỡng đến chiếu sáng tiểu nguyệt phát sáng nơi phát ra tại trên cánh cánh mặt sau không ánh sáng chỉ riêng đến từ cánh mặt trong bởi vậy tự động cánh lúc tia sáng phóng xạ phạm vi lúc lớn lúc nhỏ có lúc sáng lúc tối cảm giác ngừng rơi thu cánh lúc hoàn toàn có thể làm đèn chiếu sáng đến dùng tiểu nguyệt một đường dẫn đường phía trước chiếu sáng kỵ sĩ phóng ngựa ở phía sau phía trước trong rừng chợt xuất ra một đạo lưu quang ngăn ở giữa đường lại là một con phát sáng hồ điệp kỵ sĩ khẩn cấp siết ngừng dẫn đường tiểu nguyệt tránh về trước mặt của hắn bao phủ tại áo choàng bên trong kỵ sĩ giơ lên mặt là cái khuôn mặt thanh quác lão đầu ba sợi hoa dâm dâu dài hai mắt hữu thần tiện tay ném đi chỉ lệnh bài ra ngoài tiềm phục tại trên cây bóng người tiếp lệnh bài tra xét về sau tướng lệnh bài ném về ngăn trở phát sáng hồ điệp cấp tốc thu hồi biến mất tại trong bóng tối Tuấn Mã lần nữa mau chóng đuổi theo, truy tại Tiểu Nguyệt đằng sau một đường biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Trăng sáng sinh huy, nơi núi rừng sâu xa là một trung linh dục tú chi địa, kỳ phong tiểu sườn núi san sát, trên vách núi có cung điện cung lâu, có thể thấy được tươi sáng đèn đuốc. Nơi đây chính là tu hành giới thượng thanh tông tông môn nơi ở áo bào đen kỵ sĩ tại một chỗ dưới vách núi nhảy xuống ngựa, sốc lên áo choàng mũ, lộ ra chân dung, chính là Thượng Thanh Tông trưởng môn đường mục. Một tên đệ tử lập tức tới chào. Trưởng môn, đường mục thuận tay đem dây cương ném cho đối phương, cái gì cũng không nói, bước nhanh mà đi, dọc theo trên vách đá dựng đứng, chi, chữ hình quay lại thềm đá nhanh chóng lách mình mà lên dưới chân mấy cái điểm rơi nhảy vọt liền bay xuống tại đỉnh núi đã đi tới trên núi lồng lộng phía ngoài cung điện tiếp tục bước nhanh tiến lên mái cong nhà cửa dưới một thanh loa búi tóc khoác vải mỏng nữ tử đứng yên lông mày như dài nhỏ lá liễu một đôi mắt phượng đôi mắt sáng hắc ngọc như bảo thạch mũi ngọc xinh đẹp môi anh đào như nở rộ nhụy hoa mặt như phù dung lại mang theo đoan trang lãnh diễm da trắng kiều nộn như mảnh sứ, ngực long sung mãn, tư thái uyển chuyển hàm xúc, một bộ màu xám lồng tơ váy dài, khí chất xuất trần như tiên. Chính là đường mục nữ nhi đường nghi, ngẩng đầu nhìn trăng, tịch liêu chi dạ một mình chơi trọi ngắm trăng. Phát sáng hồ điệp làm người khác chú ý, mặc dù vừa đến đỉnh núi liền bị thu, nhưng vẫn là bị đường nghi phát hiện. Đường nghi quay đầu mắt nhìn, hơi có vẻ kinh ngạc, hướng đi bậc thang bên kia nghênh đón, nhìn một chút phụ thân về sau, không thấy những người khác. Không khỏi có chút kỳ quái đối với trèo lên lên bậc cấp đường mục hỏi. Cha, sư huynh bọn hắn không có đồng thời trở về sao? Ai ngờ đường mục thân hình thoát một cái, phân tâm phía dưới thế mà bị dưới chân bậc thang cho vấp té lăn quay trên bậc thang, đồng thời phốc một tiếng sặc ra một ngụm máu tới đường nghi giật này cả mình, bằng phụ thân tu vi làm sao có thể dạng này, cấp tốc lách mình mà đi đỡ lấy. Tới gần sau người thấy trên thân phụ thân không nhẹ mùi máu tươi, xúc tu tay áo cánh tay phát hiện là ẩm ướt, còn có chút sền sệt, đưa tay mượn dưới mái hiên ánh đèn xem xét, mới phát hiện là vết máu. Không khỏi quá sợ hãi nói. Cha, người thụ thương rồi. Đường mục có chút khoát tay, ra hiệu nàng đừng rêu rao bên ngoài trời đông giá rét trên núi nhiệt độ không khí lạnh hơn nhưng trong phòng lại là ấm áp như xuân một cái to lớn lư đồng cùng loại lò luyện đan đồ vật chấn tại trong sảnh trung ương người đứng tại lô dưới cần ngưỡng vọng bên trong tất cả đều là thiêu đốt lửa than tới gần có thể cảm nhận được cực nóng đem chọn cái phòng bên trong nướng ấm áp dễ chịu nhiệt khí nối thẳng nội bộ các gian buồng trong mở rộng ra đại môn cũng khó giảm trong phòng ấm áp đem phụ thân đỡ đi vào ngồi xuống đường nghi vẻ mặt lo nghĩ muốn cho phụ thân kiểm tra thương thế đường mục đưa tay ngăn cản trầm giọng nói lập tức thông chi ba vị trưởng lão cùng nội môn đệ tử đến đây gặp ta ta có chuyện quan trọng tuyên bố đường nghi sốt ruột cha vết thương của ngài đường mục tiếng quát cắt ngang nhanh đi nhanh đường nghi răng ngà cắn môi, trong mắt sáng nổi lên lệ quang, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng lại không thể không xoay tròn váy dài, tránh mau mà đi. Không bao lâu, có mấy danh nội môn đệ tử chạy mau tới trước, nhìn thấy đường mục dáng vẻ đều là chấn kinh, dưới ánh đèn rõ ràng có thể nhìn ra đường mục là bị trọng thương. Các đệ tử cấp tốc tiến lên xem xét, nhất là đường mục thân truyền đại đệ tử ngụy Đa, càng là gấp không được, sư. Sư phó, ngài. Thế nào thương, bị thương thành dạng này. Đệ tử vì ngài, liệu, chữa thương, hắn là trời sinh cả lam. Đường mục khoát tay, ra hiệu thối lui, không để bọn hắn quản, vẻ mặt thật thà ngụy đa gấp đến độ quỳ gối một bên không dậy nổi. Đường mục nhắm mắt tựa hồ đã mất tinh lực nói nhiều với hắn cái gì. Hơi đợi một chút thượng thanh tông ở phía sau núi ba vị trưởng lão bay xuống ngoài cửa cùng nhau mà vào, hai nam một nữ. Ba người phân biệt tên là La Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố, đều là lộ gia cao tuổi, già nua độ thắng qua trưởng môn Đường Mục, bản đều là Đường Mục sư thúc, Đường Mục tiếp trưởng thượng Thanh Tông về sau. Ba người liền lui khỏi vị trí trưởng lão chi vị. Cứ việc ba người trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý, gặp Đường Mục tình huống vẫn là giật mình không nhỏ, ba người tiến lên cùng một chỗ động thủ kiểm tra không thể so với phía dưới đệ tử đường mục không tiện cự tuyệt đành phải tùy ý ba người thi pháp vì đó đã kiểm tra về sau sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng biết đường mục không cho cứu chữa nguyên nhân bởi vì cứu không được thương tích quá nặng ngũ tạng lục phủ hủy không sai biệt lắm toàn bộ nhờ một ngụm chân khí treo không ngã ba người đại khái cũng đoán được đường mục gấp chiêu mọi người tới là muốn tuyên bố cái gì ai làm Đường Tố Tố có tức giận hỏi một tiếng, nàng là đường mục thân cô cô, năm đó đường mục tiến vào thượng thanh tông cũng là nàng một tay dẫn tiến tiến đến. Hậu đường mục có thể ngồi lên cái này trước trưởng môn nàng cũng xuất lực không nhỏ, cháu của mình thành dạng này, bảo nàng làm sao có thể không giận. Đường mục từ từ nói, chờ người đến đông đủ, đám người đành phải chờ lấy thẳng đến đường nghi trở về đem thượng thanh tông lưu tại nội môn mấy chục tên đệ tử toàn bộ gọi tại trong sảnh tôn ti có thứ tự đứng mấy hàng về sau đường mục hai tay nắm lấy lan can ngồi thẳng người thanh âm rõ ràng mạnh mẽ nói ta bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào lại chấp trưởng thượng thanh tông nay nội môn đệ tử đều là tại nghe ta pháp chỉ người người làm chứng Ta chính thức đem Thượng Thanh Tông chức trưởng môn truyền vu sư đệ đông Quách Hạo Nhiên, nghe lệnh người không được có lấn, bên trên có môn quy, người vi phạm nghiêm trị không tha. Một đám đệ tử còn tốt, chỉ là liếc nhìn nhau, ba vị trưởng lão lại là giật mình không nhỏ, truyền vị cho đông Quách Hạo Nhiên. Dựa theo Thượng Thanh Tông môn quy, Thượng Thanh Tông trưởng môn chỉ có thể từ nội môn đệ tử đảm nhiệm, từ tiền nhiệm trưởng môn đến chỉ định. Nếu trưởng môn xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thể chỉ định, thì từ đệ tử chúng tuyển một người đi ra kế thừa chức trưởng môn, từ tất cả nội môn đệ tử đến đề cử. Trừ phi trưởng môn liên tục đệ tử đều không có, mới có thể từ chi thứ tới chọn. Đông Quách Hạo Nhiên là đường mục sư đệ, tự nhiên xem như nội môn đệ tử, cũng phù hợp trưởng môn chỉ định tiếp trưởng nhân tuyển, nhưng từ đường mục cái này nhất hệ tới nói, lại là tuyển người của hệ thứ tới đón vị tăng thêm một chút những nhân tố khác từ góc độ nào đó mà nói đông quách hạo nhiên cũng không phải là thí sinh thích hợp đường tố tố cái thứ nhất không kềm được nghiêm nghị nói còn xin trưởng môn nghĩ lại đông quách hạo nhiên cùng ninh vương thương kiến bá mất đi mày lại đã lâu thương kiến bá ý nghĩ hảo huyền trêu đến thiên hạ tu sĩ bất mãn chính là sen vào đây sư huynh năm đó muốn truyền vị cho đông quách hạo nhiên lúc mới bị sư bá các sư thúc ngăn lại mà truyền vị cho ngươi bây giờ ngươi lại vòng trở về há không biết đông quách hạo nhiên một khi thượng vị sẽ cho thượng thanh tông rước lấy họa diệt môn đại sự như thế há có thể trò đùa đường mục bình tĩnh nói trên đường tới ta đã nghe đến tin tức thương kiến bá gặp chuyện bỏ mình cho nên thương kiến bá sự tình đã qua thương kiến bá chết rồi ninh vương thương kiến bá thế nhưng là yên quốc đương kim hoàng đế thân đệ đệ là đứng hàng một trong tam công đại tư mã thống lĩnh yên quốc binh mã đại quyền năng trinh thiện chiến chân chính quyền cao chức trọng thế mà gặp chuyện bỏ mình cái này cần là nhiều đại sự bên này thế mà không có nhận được tin tức dáng vẻ già nua đường tố tố ngẩng đầu ưỡn ngực nói ta phản đối đường mục nghiêng mắt nhìn hỏi vì sao phản đối nhưng từng có tuân môn quy. Đường tố tố, không từng có tuân, nhưng Thượng Thanh Tông từ thành lập đến nay, chức trưởng môn theo lệ cũ đều là truyền cho thân truyền đệ tử, còn không có truyền cho chi thứ tiền lệ. Trưởng môn tọa hạ đệ tử bên trong cũng không phải là không người, cớ gì truyền cho chi thứ, dù sao cũng phải có cái lý do A, à, đường mục nhắm mắt thở dài. Lần này đi theo ta ra ngoài đệ tử đều là đã lâm nạn, đám người hơi mặc nhìn thấy đường mục bị thương thành dạng này trở về lại không thấy cái khác theo hành đệ tử trong lòng đại khái liền có suy đoán bây giờ tìm được chứng minh từng cái không khỏi nghi hoặc đến cùng đã xảy ra chuyện gì đường tố tố lại chỉ hướng ngụy đa ngụy đa là ngươi đại đệ tử trưởng môn há có thể không nhìn đường mục thờ ơ nói ngụy đa trung hậu trung thực, nhưng vì hiền phụ, khó ở làm chủ, đảm đương không nổi trưởng môn trách nhiệm. Cái này lý do thoái thác cũng không ai phản đối, tăng thêm ngụy đa cả lam, làm trưởng môn lời nói hoàn toàn chính xác có hại thượng thanh tông hình tượng. Liền liên tục ngụy nhiều hơn mình nghe vậy đều cúi đầu. Đường tố tố lại chỉ hướng đường nghi. Đường nghi đâu, thượng thanh tông nhưng không có nữ tử không thể làm trưởng môn đạo lý. Đường mục đường nghi là nữ nhi của ta thượng thanh tông cũng không phải nhà ta tài sản riêng ta thân là thượng thanh tông trưởng môn há có thể giấu giếm tư tâm nhà mình đời đời truyền đường tố tố lớn tiếng nói nâng hiền không tránh thân ai dám không phục đường mục lạnh nhạt nói không ổn đường tố tố nổi giận nói cho cùng trưởng môn liền là muốn đem chức trưởng môn truyền cho đông quách hạo nhiên đến tột cùng là vì cái gì nhưng có nhận không ra người ý đồ đường mục bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt quét tới, trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm khắc, thượng thanh tông môn quy đối với đường trưởng lão tới nói. Có phải hay không có cũng được mà không có cũng không sao? Đường tố tố ngưng nghẹn im lặng, song quyền nắm chặt, khí đến run lẩy bẩy, không nghĩ tới chính mình trí thân chất tử thế mà lại trước mặt mọi người nói như vậy nàng, đầu về đối nàng cứng rắn như thế. Ngay trước chúng đệ tử mặt làm nàng mất hết mặt mũi ý ta đã quyết. Đường mục lấy ra lệnh bài trưởng môn, đưa về phía lân cận la nguyên công, sư đệ đông quách hạo nhiên không ở tại chỗ, ấn môn quy, lệnh bài trưởng môn từ mấy vị trưởng lão liên hợp thay đảm bảo. Sư đệ sau khi trở về, chức trưởng môn chính thức chuyển từ đông quách hạo nhiên tiếp trưởng, thượng thanh tông trên dưới đệ tử vì chứng kiến, không được sai sót. Cân vớt bai, quá liều tiếu, đạo quân dược thiên sầu nghiêu hữu đạo nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chương 4 nhiều hữu đạo la nguyên công hai tay tiếp lệnh bài trưởng môn biểu đạt nên có tôn kính quy vị lúc nhìn về phía đường tố tố cùng tô phá nhịn không được buông tiếng thở dài không có cách lúc này đường mục căn bản không sợ bất luận cái gì áp lực coi như liên hợp tông môn trên dưới tất cả mọi người phản đối cũng vô dụng chỉ định trưởng môn người thừa kế là môn quy giao phó trưởng môn quyền lực đường mục trước khi chết không phải muốn như vậy chơi, ai chơi thắng hắn. Chư vị ghi nhớ, sau khi ta chết, giữ kín không phát tăng, nếu không dễ cho Thượng Thanh Tông rước lấy đại họa, đường mục lại làm chúng ban hạ một đạo di mệnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết là có ý gì. Mấy vị trưởng lão ánh mắt đụng một cái, đều có thần sắc lo lắng, tựa hồ đã nhận ra cái gì chờ một chút cái khác nội môn đệ tử tán đi trong sảnh chỉ còn ba vị trưởng lão còn có đường nghi cùng ngụy đa lúc này trưởng lão la nguyên công mới trầm giọng hỏi trưởng môn ngươi cùng đông quách hạo nhiên tuần tự xuất lĩnh tọa hạ đệ tử rời đi bây giờ ngươi lại bị thương thành dạng này mà về đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì là ai đả thương ngươi đường mục gắng gượng tại cái kia bình tĩnh nói ta tinh lực không tốt, có nghi vấn gì chờ, các loại, sư đệ tiếp trưởng chức trưởng môn về sau, các ngươi hỏi lại hắn đi. Đường tố tố mặt lạnh lùng nói. Gần nhất bên ngoài có truyền ngôn, nói cái gì thương kính tái hiện thiên hạ, chẳng lẽ trưởng môn cùng đông quách hạo nhiên là bởi vì cùng người cướp đoạt thương kính mà biến thành dạng này. Nâng lên thương kính thứ này, mọi người tại chỗ thần sắc đều là động dung, gấp chằm chằm đường mục phản ứng. Thật sự là thương kính, cái đồ chơi này địa vị quá lớn, hôm nay Thiên Hạ tuy là thất hùng cùng tồn tại, nhưng nói cho cùng vẫn là vũ quốc nội tình đi lên. Năm đó tu hành giới đệ nhất cao thủ Thương Tụng vốn có thể tiêu giao cả đời, sau không biết thế nào tâm huyết dâng trào đột nhiên dính líu vào tục sự, hao hết tâm lực nhất thống thiên hạ thành lập vũ quốc, chính mình cũng làm vũ quốc hoàng đế, một mực áp chế thiên hạ tu sĩ, Mỹ kỳ danh viết tránh cho tu sĩ cùng phàm nhân tranh lợi. Về sau thương tụng vì cầu trường sinh, làm trái dự tính ban đầu, đem trời cho thọc một cái lỗ thủng, tạo thành linh khí đại lượng từ thiên ngoại tiết nhập. Khiến cho tu hành giới nghĩ không phồn vinh cũng khó khăn. Thương Tụng phu nhân cũng chính là Vũ Quốc Vương hậu Ly Ca, không quên dự tính ban đầu, bởi vậy Bổ Thiên, kết quả vợ chồng hai người song song chẳng biết đi đâu. Vợ chồng hai người biến mất về sau, phần đất Phong Hầu Thiên Hạ mấy trăm cái các nước Chư hầu lại cũng không có người có thể áp chế ở, Chư hầu mở ra chiến loạn, một mực tiếp tục đến nay. Truyền thuyết Thương Tụng luyện chế ra một bộ pháp bảo tổng tám cái, Thương Tụng phá thiên cùng Ly Ca Bổ Thiên đều là bằng vào bảo vật này vũ quốc băng bàn thần khí dẫn ra ngoài tám cái bảo vật cũng tại các nước chư hầu tầm đó lưu chuyển không ngừng theo tiểu quốc không ngừng bị gồm thâu thiên hạ cuối cùng hình thành bát cường cát cứ cư cục diện tám cái bảo vật cũng phân biệt bị tám nước nắm giữ bị các quốc gia coi là trấn quốc thần khí mà cái này thương kính liền là tần quốc trên tay trấn quốc thần khí chuyển ngôn thương kính chính là phá thiên cùng bổ thiên pháp bảo kíp nổ chính là bát bảo đứng đầu bởi vậy dẫn tới tu sĩ tham gia, khiến cho Tần Quốc bị diệt. Tần Quốc quốc triều sụp đổ thời khắc thương kính, lại tung tích không rõ, thế lực khắp nơi tìm kiếm đều không đến tung tích. Chuyên cua tui, nét mấu chốt của vấn đề là, truyền ngôn vũ quốc vương hậu ly ca bổ thiên lúc cũng không đem trời cho bù đắp, vẫn có dò gì. Có người bởi vậy nhận vì thiên hạ tu sĩ quá nhiều có liên quan với đó, tu sĩ càng nhiều liền tránh không được cùng dân tranh lợi cho rằng tu sĩ không ngừng nhúng tay tục sự khiến thiên hạ chiến loạn không ngừng, tại là có người nghĩ tập hợp đủ 8 món pháp bảo bù đắp thiên tri lỗ thủng, đoạn tuyệt linh khí nơi phát ra. Kể từ đó tự nhiên mà đắc tội với thiên hạ tu sĩ, yên quốc đại tư mã ninh vương thương kiến bá liền là trong cái này đại biểu. Hết lần này tới lần khác Thượng Thanh Tông có bất tài đệ tử cùng ninh vương thương kiến bá mất đi mày lại, thí dụ như đông quách hạo nhiên gần nhất ngoại giới đột nhiên tin đồn thương kính lại hiện ra dưới ánh mặt trời đường mục cùng đông quách hạo nhiên lại ở thời điểm này mang theo đệ tử đi ra ngoài không biết đi làm cái gì còn náo thành dạng này nghĩ không khiến người ta hoài nghi hai người hành tung cùng thương kính có quan hệ cũng khó khăn một nước đứng sau lưng nhiều ít tu hành môn phái mà thương kính lại là có thể dẫn tới diệt quốc họa đồ vật thử hỏi nếu là thượng thanh tông trêu chọc tới vật này có thể không khiến người ta lo lắng sao thượng thanh tông đã không phải trước kia hưng thịnh thời kỳ thượng thanh tông sớm đã sự suy thoái chịu không được cuồng phong bạo vũ đường mục chậm rãi nhắm mắt các ngươi suy nghĩ nhiều chỉ vì bị không rõ thân phận người đánh lén mà thôi Mấy người xem như đã nhìn ra, đường mục căn bản không muốn nói ra chân tướng, hắn cái dạng này, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, ai cũng không có cách nào buộc hắn. Ngày kế tiếp bình minh, cửa miếu kết mở ra một đường nhỏ, một con mắt tại trong khe cửa ra bên ngoài trượt thêm vài lần. Khe cửa dần dần mở ra, đạo ra đầu đưa ra ngoài nhìn chung quanh môn lại mở, đạo ra dò xét chân nhẹ nhàng bên cạnh xuất thân tử, điểm lấy mũi chân nhẹ nhàng đặt chân, không dám phát ra tiếng vang, tiếp tục quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Già đi ra bên ngoài vòng quanh miếu nhỏ chuyển vòng, lắng tai nghe, trợn tròn mắt nhìn, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tựa hồ rét đậm mùa, bên ngoài trời đông giá rét, cỏ cây khô héo khắp nơi ném đi mấy tảng đá giò đường cũng không thấy phản ứng gì phát hiện giống như thật không có nguy hiểm gì về sau ngoài miếu đứng tại trên sườn núi đạo gia phương buông lỏng đứng thẳng lên bởi vì bảo trì cảnh giác mà miêu thân thể lần nữa từ trong ngực lấy ra cái kia mặt kính rèn luyện sáng đến có thể soi gương gương đồng than thở đối với mình mặt tả hữu chiếu chiếu Tấm gương nhét về trong ngực, thấy được chân núi dòng suối nhỏ như một làn khói chạy hạ sơn. Đến bên dòng suối, nhảy lên trong khe nước một khối đá, nhìn xem phản chiếu tại suối nước bên trong cái bóng của mình, ai, lại là thở dài một tiếng. Trước đó tại trong miếu mượn phía ngoài tia sáng chiếu qua tấm gương, kết hợp tự thân tình huống trước mắt, không sai biệt lắm hiểu rõ lão đầu kia vì cái gì xưng hô hắn tiểu huynh đệ gọi hắn tiểu huynh đệ một điểm không sai thật đúng là tiểu huynh đệ phát hiện chính mình thành cái nho nhỏ thiếu niên lang chậm rãi ngồi xổm ở trên tảng đá đối với thanh tịnh dòng suối nghĩ mình lại sót cho thân một lát bụng ục ục gọi đói bụng mặc kệ cái này thiếu niên lang cùng mình có quan hệ gì đói bụng cảm giác lại là từ hắn thật sự thừa nhận đứng dậy tứ phương phải nghĩ biện pháp tìm ăn trong lúc vô tình nhìn thấy cách sơn địa phương hình như có khói bếp lượn lờ dấu hiệu nhảy qua dòng suối tìm tới một đầu giống như đang thông hướng bên kia giã kính một đường duy trì cảnh giác sờ lên vượt qua sơn lĩnh trốn một cây đại thụ đằng sau quan sát gặp được một tòa thôn trang thôn lộ ra có chút bừa bộn tựa hồ từng bị lửa thiêu không ít phụ nữ trẻ em khóc sướt mướt các thôn dân đang thanh lý xốc xếch thôn đạo gia nhìn nhìn mình ăn mặc bẩn thỉu vài bố giày rách chỗ lộ ra ngón chân cái vểnh lên có chút vô cùng thê thảm bất quá cùng các thôn dân cách ăn mặc tương xứng cũng làm cho hắn đã có lực lượng lộ diện đi ra mang theo vài phần trột dạ hướng đi cái thôn kia vừa mới tiến thôn liền gặp một người tóc tai rối bù phụ nhân chạy tới quỷ khóc sói gào ôm lấy hắn đạo ca ngươi còn sống a à, còn tưởng là ngươi bị những cái kia đáng giết ngàn đao binh phỉ cho tổn hại một lúc lâu sau đạo gia minh bạch cái thôn này hôm qua gặp loạn binh cướp sạch tử thương một chút người hắn xuất hiện tại cái kia miếu hoang đoán chừng là bởi vì tránh né loạn binh khói bếp dập tắt trong thôn ăn lửng dạ không đến các nam nhân bắt đầu lên núi tìm ăn nhiệm vụ chủ yếu muốn đi đào một chút dễ cây thực vật hoặc săn bắt một chút dã thú cung cấp thôn dân sống qua cái này mùa đông còn trong thôn lương thực đều bị binh phỉ cho cướp sạch không còn vừa rồi một điểm ăn uống vẫn là nhà ai giấu đi không có bị binh phỉ phát hiện những vật này dán không được toàn thôn miệng một điểm ăn tạm thời cung ứng cho muốn làm việc tốn thể lực nam nhân người già trẻ em đến nhẫn cơ chịu đói tiếp tục thu thập bừa bộn một mảnh thôn chờ đến các nam nhân đi trong núi đem ăn tìm đến tìm kiếm thức ăn trong nam nhân, đạo gia cũng mơ mơ hồ hồ thành một thành viên trong đó, tiểu thiếu niên cũng trở thành nam nhân dùng. Bây giờ không gọi đạo gia, tại trong thôn này bản danh gọi nghiêu hữu đạo, không biết phải chăng là là tạo hóa trêu ngươi, cùng hắn, đạo gia, xưng hô chính hợp. Nghiêu hữu đạo liền nghiêu hữu đạo đi, đạo gia cũng là không quan tâm, hắn cũng không biết mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ thành nghiêu hữu đạo đối với loại này chuyện lạ, hắn mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không tính quá khó mà tiếp nhận. Hắn loại này làm khảo cổ, xuất thân người, người chết thân hậu sự gặp nhiều lắm, cổ quái kỳ lạ sự tình không hiếm thấy, đối với loại này hồn phách gửi nhân thể thân thể sự tình. Các loại cổ tịch truyền thuyết cũng đã gặp không ít, người khác làm mê tín, hắn lại vẫn luôn là tin thì có, không tin thì không thái độ, xác nhận tình trạng của mình về sau, tâm tính còn tốt có thể thản nhiên tiếp nhận. Tóm lại tại nơi này không tính là không minh bạch người, có cái hợp lý thân phận, đạo gia chính mình cũng quyết định, liền gọi nghiêu hữu đạo đi. Lần cận tìm kiếm thức ăn sự tình giao cho các thiếu niên, đi xa tìm kiếm tương đối mạo hiểm hành trình thì giao cho những người trưởng thành kia. Đánh lấy tìm đồ ăn danh nghĩa, nghiêu hữu đạo chạy một mình, không có đi tìm đồ ăn, mà là trở về miếu hoang trong miếu một khối treo vài rách mạn bị hắn kéo xuống, bọc lão đầu thi thể, đọc hạ sơn, đi tới lão đầu nói qua bờ sông. Tiến vào rừng trúc vung vầy đao bổ củi đánh ngã một chút cây trúc tu rơi cành lá, dài ngắn làm lấy ra, tìm đến dây leo khô loại hình đồ vật ngâm nước. Biên tạo một cái tương đương vững chắc ba tầng liên thể lớn bè tre, xa hoa rộng rãi ổn định bằng cuộc sống của hắn kinh nghiệm, lập bè tre là rất giản dị sự tình, phí không là cái gì sự tình. Ống trúc kế cuối làm trục lăn, bệnh tốt bè tre ầm ầm đẩy vào nước, lão đầu thi thể thả đi lên, còn vơ vét một đống cây củi trồng chất ở trên. Lại từ nhỏ bờ sông tìm khối bằng phẳng tảng đá lớn để lên bè tre. Một chi giản dị thuyền mái chèo, một cái sao trúc cùng một chỗ mang tới bè tre, từ trong thôn mang tới cái quốc cũng ném đi đi lên một đao chém đứt buộc lấy dây leo khô, xào trúc bên bờ khẽ trống, bè tre mang người cách bờ. Chống đỡ bè tre, mượn dòng nước hướng chảy, chậm rãi đẩy ra sóng biếc mà đi. Về phần vì sao không có để lại cùng các thôn dân cùng một chỗ trùng kiến gia viên, đầu tiên đối với những thôn dân này không có tình cảm gì. Mà những này vùi ở vùng núi hẻo lánh bên trong các thôn dân cũng không có gì kiến thức, hắn giả vờ ngây ngốc hỏi rất nhiều kết quả các thôn dân liên tục bên ngoài cái gì thế cục đều không làm rõ ràng được hắn không muốn vùi ở nơi này trồng trọt rất ngạc nhiên nơi này thế giới càng hiếu kỳ trong lúc này lực tinh thâm đến dọa người đông quách hạo nhiên nói tới thượng thanh tông là chuyện gì xảy ra hắn vẫn là đạo gia thời điểm liền ưa thích loại tu luyện này đồ vật thường xuyên từ trong cổ mộ tìm kiếm cùng loại điển tịch có đi thượng thanh tông mở mang kiến thức một chút dục vọng mãnh liệt tiếp theo là địa phương quỷ quái này thường xuyên bị phỉ binh cướp sạch chính mình thiếu niên này thân thể người nhà sớm đã bị những cái kia phỉ binh cho tổn hại trong thôn cùng loại hắn loại tình huống này không ít hắn một thân một mình đi cũng không có gì tốt lo lắng cũng không muốn ở lâu thừa dịp cùng người trong thôn chưa quen thuộc mau chóng đi sợ lưu lâu cùng các thôn dân có tình cảm sau khó mà dứt bỏ thế là lặng lẽ đi một bữa cơm tri ân tương lai có điều kiện tự nhiên báo đáp mặc dù ngay cả lửng dạ cũng không bằng mà mang lên đông quách hạo nhiên thi thể là bởi vì cảm thấy mang nhiều cái chứng cứ đi thượng thanh tông muốn ổn thỏa điểm có phải hay không cũng lộ ra có thành ý một chút cái này trời đông giá rét hắn cảm thấy giữ tươi hẳn là còn có thể mang theo không phiền phức cân vớt bai quá liều tiếu đạo quân dược thiên sầu đừng không biết tốt xấu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com bè tre bay ra sông nhỏ dung nhập sông lớn nghiêu hữu đạo thu trúc cao mặc cho bè tre nước chảy bèo trôi đi hướng chắc hẳn đông quách hạo nhiên người sắp chết lời nói cũng thiện không có lý do lừa gạt mình cũng không cần đa nghi